Hai vợ chồng Lực lấy nhau 6 năm rồi. Đến giờ đã được 2 nhóc. Con gái lớn lên 5, còn thằng cu tí cũng được 3 tuổi. May là chưa có thêm đứa nào nữa. Nếu không thì chẳng biết một tay Tâm, vợ Lực xoay sở ra sao nữa. Lực lấy vợ trễ, 30 tuổi rồi mà chẳng có ai ưng chịu hắn. Thật ra Lực trông rất được trai, tướng tá cao ráo, trông cũng khá ra gì. Nhưng tính gã ham chơi, thích lông bông bạn bè, chê việc đồng áng, nắng nôi cực khổ, mà lại chẳng chịu kiếm công ăn chuyện làm cho rõ ràng, ổn định. Cái kiểu ai kêu gì làm đó, nên tiền kiếm được lúc có lúc không, túng bấn mãn tính. Chỉ có chuyện nhậu nhẹt thì rất đều đặn, chiều nào cũng làm vài xị với xoài me, cóc ổi, cùng với mấy thằng bạn vô công rồi nghề như hắn. Lực có thú đam mê gái gú, nhưng vì không tiền nên thường xuyên vật vã. Nhiều lúc hắn miên man suy nghĩ, cố tìm ra một kế sách nào đó có thể đáp ứng nhu cầu ăn nhậu, chơi gái mà chẳng cần phải làm gì. Nhưng cái đầu nhọn và vầng trán hẹp của hắn mãi chẳng nghĩ ra được điều gì khả dĩ. Cái mà hắn làm được lúc này chỉ là ngửa tay xin tiền cha mẹ những lúc vả độ mà không còn một xu dính túi. Ba má Lực thấy con trai đã lớn tuổi mà vẫn cứ lông bông, nên cũng cố gắng tìm cách cưới vợ cho con. Hy vọng lập gia đình thì nó sẽ biết chí thú làm ăn, sống đàng hoàng nề nếp, cho ra con người chững chạc. Nhưng đã không tiền, bất tài, lại còn lười nhác như gã thì xóm làng ai cũng biết tiếng. Có nhà đàng hoàng nào chịu gả con gái? Ấy vậy mà không biết lặn lội tìm kiếm kiểu gì. Bất ngờ mẹ Lực dắt về một nàng dâu sau 3 ngày về quê xa lắc, chính là vợ hắn bây giờ. Tâm người ở tỉnh khác, mồ côi cả cha lẫn mẹ, tứ cố vô thân. Dĩ nhiên chị chẳng biết rõ con người của Lực, nên nhìn thấy gia cảnh nhà chồng có nhà cửa đàng hoàng, dù không giàu nhưng cũng chẳng phải loại nghèo mạt rệp, nên đánh liều nhắm mắt đưa chân cho có tấm chồng với người ta và cũng được nơi nương tựa. Tâm nhỏ hơn Lực 5 tuổi, mặt mũi bình thường, không xấu, không đẹp, vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, hằn lên quá khứ nhọc nhằn, vất vả. Là con gái hơi quá lứa, chưa một lần biết chuyện chồng con, nhưng vóc dáng tầm thường, không chút gợi cảm, nên dù nghe giới thiệu đây sẽ là vợ của mình mà xem ra Lực chẳng tỏ ra háo hức, nếu không muốn nói là hơi ngán ngẩm. Mà thật vậy, khi nghe mẹ nói, hắn nghĩ thầm trong bụng, con gái gì suông đuột, trông chán như con gián. Nhưng Lực cũng khá tốt tính, hắn chẳng hề cãi lại mẹ mà chỉ im lặng gật đầu. Già kén kẹn hòm, tắt đèn thì nhà tranh cũng như nhà ngói ấy mà. Nhưng Tâm thì trái lại, nhìn Lực là chị đã ưng bụng ngay. Chẳng gì thằng cha này cũng được cái vỏ bề ngoài dền dàng, ra vẻ là đàn ông sung sức. Mà hắn sung sức thật, chê vợ không đẹp, nhưng chỉ 1-2 tháng sau thì Tâm đã có bầu. Không biết hồi ở quê thì Tâm sống khổ thế nào, chứ bây giờ về làm vợ nhà Lực thì cũng đầu tắt mặt tối, còn thua một con ở. Một nách 2 con, chuyện sinh kế là do một tay chị quán xuyến. Từ lúc lấy chồng tới giờ, có lẽ
tâm chỉ được hưởng sung sướng có tháng đầu tiên. Rồi suốt từ đó đến giờ, chị nai lưng quần quật sinh con đẻ cái, buông gánh bán bưng, lo toan việc nhà, một mình cán đáng lo cơm gạo đổ vào mấy cái miệng ăn. Thiệt tình khó nhọc không để đâu cho hết. Trong khi đó thì Lực cứ đi ra ngoài suốt. Hồi mới lấy nhau thì hắn cũng ở nhà được dăm bữa. Tấm thân con gái của Tâm cũng giúp hắn đỡ vả vài tháng. Nhưng rồi ngay cả cái thằng ức ơ vô dụng này cũng thấy chán con vợ tẻ nhạt, và Lực kiếm cớ bỏ đi. Hắn nói đi kiếm việc làm, mà chẳng ai biết hắn làm gì, đi đâu. Cũng có lúc mang về vài đồng lẻ, ngủ với vợ một hai đêm, rồi sau đó lại xách đít đi đâu mất. Được cái tính Lực mềm mỏng, nhẹ nhàng, chưa bao giờ lớn tiếng với vợ, lại càng không hề có thói vũ phu, gia trưởng. Có lúc Lực còn không ngại ngọt ngào nịnh vợ vài câu để moi chút tiền để dành của chị. Chính vì cái nết lành tính ấy mà Tâm cũng dành tình yêu thương cho chồng hết lòng, mà không hề oán than cuộc sống cực khổ đơn chiếc mỗi khi Lực đi vắng. Lực đi đâu mà vắng nhà thường xuyên thế? Kể thì cũng phải có đầu có đuôi mới rõ ngọn ngành. Gã này thất nghiệp thường trực nên nhiều khi thấy bồn chồn, bức rứt, chỉ biết kiếm đồ nhậu nhẹt giải buồn. Sau này có vợ, đôi lúc hắn cũng bòn mót từ người đàn bà tội nghiệp ít đồng để kiếm bữa nhậu bù khú với bạn bè. Tính cách Tâm hiền lành nên chưa hề nặng nhẹ trách móc chồng ham chơi, nhát làm lấy một tiếng. Với lại gã này tuy kém cỏi đủ mọi bề, nhưng được cái kỹ năng truyền giống thì phải nói là cực kỳ chuyên nghiệp. Chưa bao giờ Lực làm vợ thất vọng về cái vụ giường chiếu, nên đàn bà thương chồng lại nhẹ dạ cả tin như Tâm thì Lực nói thế nào chị nghe thế ấy. Một hôm sau khi lang bang đâu đó cả tuần, lúc về tới, Lực tỏ ra siêng năng ân cần, phụ giúp việc nhà cho vợ một cách chu đáo. Lực tắm con, giặt đồ, quét nhà, và còn leo cả lên mái tôn trét lại mấy vết thủng của căn chòi mà ba mẹ hắn cho hẳn hai vợ chồng ra riêng từ năm ngoái. Tự nhiên thấy chồng tỏ ra siêng năng, tốt tính bất ngờ, nên Tâm cũng đâm ra khó hiểu. Chưa hết, trong đêm hôm ấy, Lực còn hùng hục trổ hết ngón nghề phục vụ, khiến con vợ quằn quại sướng rên lên tới nóc. Lúc xong chuyện, chị mệt mỏi nằm mơ màng thiêu thiêu ngủ, thì Lực khều khều nói nhỏ: "Em à, khoan hãy ngủ, cho anh nói chuyện chút." Chị uể oải hỏi: "Anh có chuyện gì cần nói em nghe?" "Định bàn với em một việc." "Lại định đi đâu nữa chứ gì?" "Lâu nay anh không làm ra tiền, trăm sự đổ dồn vào một tay vợ nên thấy xấu hổ lắm. Lần này anh định đánh bạo lên thành phố kiếm việc làm. Nếu thành công thì sau này cuộc sống cả nhà mình đỡ khổ." "Thì anh cũng đi hoài đó thôi, mà có được việc gì đâu." "Lúc trước anh đi cầu may, lần này có kế hoạch hẳn hoi." "Anh định làm gì?" "Khi xong việc sẽ cho em biết, nói trước bước không qua." Tuy nghe chồng nói chuyện với vẻ thành khẩn như vậy, nhưng Tâm vẫn thờ ơ, không chú ý lắm. Vì sống với nhau 6 năm rồi, con gái con trai có đủ, chỉ còn lạ gì cái tính làm ít, nói xích ra nhiều, chém gió văng mạng của chồng. Nên chị ngáp dài rồi nói: "Anh muốn đi đâu thì đi. Lâu nay
đâu có cần nói với em bao giờ. Thôi ngủ, mai em còn phải đi bán sớm. Không phải, em cho anh xin ít tiền. Được rồi, sáng em đưa cho anh 200.000 đi đường nhé. Không em à, lần này anh cần 20 triệu. Tâm nghe chồng nói con số mà giật nảy mình. Chị ngồi nhổm dậy, nhìn chồng chọc vào Lực, hỏi gay gắt. Trời ơi, em đào đâu ra số tiền lớn vậy chứ? Gã chồng nhăn nhó khổ sở. Muốn làm ăn phải có vốn, chứ anh xách cái đít không đi thì làm ăn nổi gì. Nhưng mà em không có, mà chỉ 20 triệu thôi cũng có đủ vào đâu chứ. Lo giùm anh đi, anh chỉ hỏi em lần này nữa thôi. Chán anh quá, em bán rau trần thân cả tháng còn không có nổi 10 triệu. Con gái lớn sắp sửa vô mẫu giáo rồi mà còn chưa có tiền. Anh thiệt là... Hắn ôm vợ vào lòng vuốt ve, năn nỉ. Xoay giùm anh đi vợ. Hay là em hỏi má, má nghe lời em hơn anh. Tâm vùng ra, xoay lưng về phía chồng, chỉ lầu bầu. Mệt quá, để yên cho em ngủ. Đàn bà vốn yếu lòng, vả lại từ ngày về làm vợ Lực chẳng sum họp hạnh phúc nhiều nhặn gì. Nhưng dù sao, Tâm cũng đã có một gia đình. Số mình chỉ có được một thằng chồng vô dụng thì đành phải chịu thôi. Mà có khi nào hắn nói thật không? Biết đâu phen này chí thú làm ăn thì sao? Với lại, gã chồng mình không thô lỗ cục xúc tra khảo vợ con như người ta. Cái xóm này, mấy thằng chồng nhậu say về đánh đập vợ con ra bả đầy kia kìa. Thằng Lực nhà này, dẫu sao cũng còn tốt chán. Và sáng hôm sau, chị đem cầm chiếc lắc 5 chỉ dành dụm mấy năm trời mới mua được. Lúc đưa cho Lực 20 triệu, chị buồn bã nói: em chỉ có nhiêu đây thôi, anh làm tiêu luôn thì không còn gì nữa đâu. Lực hớn hở hứa hẹn: anh sẽ trả lại cho em mà, tin chồng đi vợ ha. Và cũng trong buổi sáng hôm ấy, hắn xách chiếc xe máy rời khỏi nhà đi biệt tâm biệt tích. Nhưng thật ra chẳng ai biết có một sự thật động trời mới xảy ra chừng một tháng nay. Lực là một tên đàn ông to con khỏe mạnh, nhưng có lẽ bộ não của hắn không được phát triển tương xứng với hình vóc dền dàng. Khi cố gắng thuyết phục vợ đưa tiền thì thật tâm hắn cũng muốn làm được gì đó cho đỡ vợ con. Nhưng quả tình, cho tới lúc cầm 20 triệu của vợ đưa thì Lực cũng chưa biết mình sẽ phải làm gì và bắt đầu thì chỗ nào. Nhiều lúc gã nghĩ, tại sao con người ta sống mệt quá vậy, cứ phải lo toan cực khổ cả đời. Nếu trời cho có đủ tiền, hắn chỉ khoái nằm phè chờ gái, nhậu cho sướng và tiêu tiền cho đã, mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng lần này gã đã lỡ lâm vào tình thế tiến thối lưỡng nan, không đi không được. Đối với Lực, một mình Tâm là không đủ. Chỉ quá thiếu sự hấp dẫn và không sao làm hắn thỏa mãn. Đêm vừa ngủ với vợ, sáng ra chợ, nhìn phụ nữ ngoài đường mà lòng hắn cứ xốn xang, ấm ức. Sao đời lắm đàn bà mở màn thế kia, mà gã lại phải lấy một chị vợ tầm thường chán ngắt. Nói chung, gã muốn tiền, muốn đàn bà nở nang, muốn hưởng thụ, mà không muốn đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Trong đám bạn nhậu, Lực khoái chơi chung với 7 hổ. Thằng này tính tình du côn,
nhưng lại có con vợ ngon miễn chê. Được cái hắn là tài xế xe tải chở hàng nên tiền bạc rủng rỉnh. Tháng rồi, trong lúc ngồi nhậu chung buổi tối, khi cả hai đã say quắc cần câu, tự nhiên Lực khen Bảy Hổ có vợ đẹp, lại biết chiều chồng để lấy lòng. Không ngờ hắn khoát tay nói lớn, bất kể chị Bảy đang ngồi xem tivi gần đó: "Tao chỉ khoái nhậu chứ không khoái đàn bà. Đẹp cũng vất, tao éo quan tâm. Vợ con ở với tao là phải biết ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tao đá chết mẹ." Ngay lúc ấy, dường như để chứng tỏ uy lực của mình, hắn quát gọi vợ ra cái điều cho bạn Hiền chứng kiến: "Hoa à, chạy u đi mua cho tao nửa lít gò đen nữa coi, hết mẹ nó rượu rồi." Thấy đã khá khuya, chị Bảy can gián: "Mình ơi, uống vậy đủ rồi, thôi ngưng đi hen." Nói chưa dứt câu, Bảy Hổ đã cầm cái ly ném thẳng vào mặt chị vợ: "Bà mẹ nó, bữa nay mày đặt ý kiến ý cò nữa hả mày?" May sao cái ly văng vào vách, bể ngay cái rổn. Chị Bảy hết hồn, vội vàng xách cái chai đi liền ra khỏi cửa. Lực nhìn theo mà trong bụng tự nhiên thấy xót. Thằng này vũ phu quá, phải chi con Tâm mà ngọt nước như vợ thằng Bảy là mình sẽ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa cho coi. Thiệt là phí của quá đi. Vậy mà cơ hội trời cho cũng tới liền sau đó. Bảy Hổ uống nhiều nhưng tửu lượng kém xa Lực, hết nửa lít đế mua thêm thì lăn quay ra bất tỉnh nhân sự. Hắn nằm giữa nhà ngáy pho pho, bất kể khách khứa còn ngồi đó. Thăng thiên kiểu này dẫu có sét đánh bên tai cũng chưa chắc hắn nghe thấy. Lực đứng dậy bước lại gần Hoa để cáo từ ra về thì mới phát hiện chị đang ngồi trong góc nhà, hai vai run run sụt sịt khóc. Tự nhiên có men rượu trở hứng hay sao mà Lực bỗng nhiên thấy lòng thương cảm. Gã đánh bạo đặt tay lên vai vợ thằng bạn, xoa xoa nhẹ nhẹ rồi nói thì thầm: "Đừng buồn nữa chị Bảy à, tôi xin lỗi hen." Hoa ngước đôi mắt đỏ hoe lên ngạc nhiên: "Anh có lỗi gì mà xin?" "Thì tại tôi tới đây chơi nên thằng Bảy mới bày ra nhậu nhẹt." Chị mở to đôi mắt tròn xoe, lắc lắc đầu: "Anh không tới thì nó cũng uống một mình hả? Đâu có tại ai." "Ủa vậy hả?" "Thằng chó đẻ đó chỉ giỏi ăn nhậu với đánh đập vợ con thôi hà. Không ngờ vợ thằng Bảy lại gọi chồng bằng nó." Lực thấy thời cơ đã tới, liền chớp lấy bằng cách trổ tài đỉ miệng: "Chị nói sao á, nó chỉ giỏi dọa dẫm thôi phải không? Đàn bà thấy cưng như vậy ai nỡ đánh chứ." Đột nhiên trước sự chưng hửng của Lực, Hoa giật cổ áo cái rột, bật tung gần hết hàng nút bấm, rồi kéo trật xuống hết một bên vai, để lộ mấy vết bầm tím loang lổ che gần nửa bộ ngực trần. Chị bẹo bạo nói: "Anh coi đi, nó đánh em vậy mà không vũ phu hả?" Lực ngồi đực mặt ra vì quá bất ngờ. Hình như Hoa vừa mới xưng em, nghe gần gũi quá. Hắn thấy hoang mang, tay chân lóng ngóng, không biết làm gì cho phải trong cái cảnh trớ trêu khó cưỡng này. Lực rụt rè đưa tay chạm vào vết bầm, xoa nhẹ nhẹ và nói nhỏ: "Trời ơi, nó nỡ làm em bầm dập vậy sao? Thiệt là cái thằng ác ôn quá." Hoa đột nhiên ngã chồm tới, dúi mặt vào ngực Lực khóc nức lên: "Anh coi đó, năm ngày ba bữa là nó đánh em tới vậy đó. Thằng Bảy nó khốn nạn chó đẻ lắm anh ơi."
Lúc này, cơn hứng tình nổi dậy đùng đùng, chẳng gì cản nổi. Không để chậm trễ giây phút nào, Lực ôm ghì lấy vợ thằng bạn, đặt đầu chị tựa vào ngực mình, rồi cúi xuống, hung lấy hung để lên khắp mặt mũi và cả vết thâm tím đang phơi ra trên ngực nàng. Vợ chồng Bảy Hổ chưa có đứa con nào, nên trong nhà vắng vẻ, im ắng. Hoa hấp tấp đứng dậy, dắt tay Lực, kéo đi nhanh vào buồng của hai vợ chồng. Gã đàn ông dù có liều mạng cỡ nào cũng hơi hoảng nên đứng khựng lại. Có chừng thằng Bảy nó thức. Chị Bảy giờ cũng đang nổi lửa bừng bừng nên trấn an. Nó ngủ đến 8 giờ sáng còn chưa tỉnh, vô đây ngủ với em. Ừ, anh vô chứ ngu sao từ chối. Lúc này Hoa như lên cơn, chị nói năng lảm nhảm. Anh à, em muốn trả thù thằng súc sinh tối ngày mắng vợ đợ con. Mừng em đi anh, chơi tới luôn đi, cho chết cha cái thằng khốn nạn đó. Đêm đó Lực trổ tất cả ngón nghề siêu đẳng, làm cho chị Bảy lên bờ xuống ruộng đến mấy chập. Có một lần chị rú lên khóc hu hu sau cơn sướng tột đỉnh. Bà mẹ nó, lấy chồng gần chục năm rồi em mới biết làm tình nó đã như vậy. Đúng là sống với đồ chó đẻ, uổng đời em quá anh ơi. Bữa nay anh sẽ bù đắp cho em. Mà thiệt là từ nào tới giờ nó không có mừng ăn gì được sao em? Thằng đó bị sủi lơ toàn tập, bất lực mãn tính mà làm ăn cái nỗi gì anh. Một hai năm đầu nó còn quọt quẹt như chó hửi. Mỗi lần như vậy em chỉ muốn nổi điên thôi hà. 6-7 năm nay thì nó đầu hàng vô điều kiện. Mỗi lần em đòi ly dị thì nó uýnh em bầm dập như kẻ thù. Nó muốn bắt em ở không chơi cả đời mà. Làm như nó cố tình giữ em lại để hành hạ hay sao ấy. Cái thằng thiệt bất nhân. Tội nghiệp em gái quá. Thế là từ hôm ấy, Hoa chủ động nhắn gửi, hẹn hò với Lực. Cái địa phương này nhỏ xíu như cái lỗ mũi, nên cả hai đâu dám rủ nhau đi đâu. May sao nhà Bảy Hổ hơi biệt lập, cách xa nhà dân trong xóm, nên Lực liều mạng lén lút mò tới vào lúc đêm khuya, trong những lần Bảy Hổ bận biểu chở hàng lên thành phố. Và tới giờ này, chuyện ăn vụng vẫn chưa bị ai phát hiện. Cả đời Lực chưa bao giờ được hưởng đàn bà nào thơm ngon quyến rũ như vợ thằng bạn. Còn nàng thì như được khơi dậy lứa dục sau hàng chục năm yên nghỉ. Đàn bà khi đã lậm hơi trai thì sự liều lĩnh bất chấp còn vượt xa cả mấy thằng đực. Chỉ trong có gần một tháng mà Lực đã gặp Hoa tới 6-7 lần. Trong đó có hai lần vợ như tình cờ tới nhà rủ rê Bảy Hổ cụng ly, và Hoa chủ động mua rượu để Lực chuốc say anh chồng vũ phu ngập chìm trong men rượu. Hình như chuyện ân ái ngay trong nhà trước mũi Bảy Hổ càng khiến Hoa thêm kích thích và hưng phấn. Nàng lồng lộn la hét bất kể thằng chồng đang say rượu nằm đó. Lì lợm như Lực mà cũng bắt đầu thấy sợ cái bản năng dữ dội đến độ bất chấp của nàng. Phải nói thẳng là Lực thực sự mê mẩn thân xác Hoa. Mùi da thịt đàn bà thơm phức lúc nào cũng phản phất ám ảnh tâm trí. Nhưng dù nghiện chăn gối với nàng cỡ nào thì Lực cũng không quên Bảy Hổ là một thằng du côn có số má trong giới lơ xe tài xế. Thằng này từng có tiền án ngồi tù mấy năm trời về tội đâm người lòi ruột suýt chết vào khoảng thời gian trước khi cưới vợ. Cho đến lần cuối cùng gặp nhau cách đây vài hôm thì Lực thật sự thất kinh hồn vía vì đòi hỏi ngang ngược của vợ Bảy Hổ. Đêm hôm đó
sau cả giờ lăn lóc trên giường. Hoa nằm thở hào hển mà cũng ráng nói với Lực: "Anh ơi, em muốn mình lấy nhau chứ như vậy khổ quá hà." Câu nói của nàng như gáo nước lạnh tạt vào mặt, khiến gã tỉnh người. "Trời đất, lấy gì được mà lấy?" "Sao lại không? Em bỏ chồng, còn anh bỏ vợ. Mình cùng nhau trốn lên thành phố, xây tổ ấm là được mà." "Em nói cứ như chuyện chơi. Bộ tính bỏ xứ đi luôn không về nữa hả? Với lại anh không có tiền." "Em có tiền, cùng nhau tiện tặng thì cũng đi được. Rồi lên đó tính kế làm ăn. Còn xứ này có gì mà lưu luyến?" "Chỉ cần tối tối được ôm nhau ngủ như vậy thì ở đâu em cũng chịu hết á." "Má ơi, Lực thấy rõ con đàn bà này lẫm hắn quá cỡ rồi." Nàng tỏ ra hoang dâm vô độ còn hơn cả gã. Lực thấy rùng mình, không khéo đang tự rước họa vào thân, bỏ mạng như chơi, nên hắn quyết liệt từ chối: "Anh không thể bỏ vợ được. Với lại phản bội thằng Bảy Hổ trắng trợn quá, anh áy náy lắm." Hắn thấy rõ đôi mắt Hoa long lên khi nghe nhắc tới chồng. Nàng gằn giọng: "Anh chơi nát nước vợ người ta mà không là phản bội hả? Em nói rồi, phải đi với em. Nếu không, ngay ngày mai em sẽ cho thằng Bảy chó chết này biết anh dụ khỉ để ngủ với em cả tháng rồi." Nghe vợ Bảy Hổ hăm dọa thấy ghê mà Lực bỗng rùng mình: "Trời đất ơi, em điên rồi. Bộ em nghĩ nếu nói ra nó nổi điên, chỉ xử anh mà chịu chừa em ra hả?" "Em không quan tâm. Không được ở với anh thì chết mẹ nó cho rồi, chứ sống làm gì. Em ghiền anh thấy má rồi, không có anh sống sao nổi." Lực có cảm giác mồ hôi đang chảy ròng ròng, lạnh buốt cả sống lưng. Hoa lại lên tiếng: "Cho anh 2 ngày để suy nghĩ đó, ngày kia trả lời em." Nghĩ gì nữa, sáng hôm sau hắn học tốc 3 chân 4 cẳng chạy bay về nhà ngủ với vợ một đêm, cực lực nã tiền và nhanh chóng biến khỏi đất này trước khi xảy ra đổ bể cái chuyện lùm xùm chơi vợ bạn. Lực không tài, không tiền, cũng chẳng có học thức. Thứ hắn có được chỉ là những trò mánh mung, láo cá, cóp nhặt từ đám bạn đường phố. Nên trên đường đi, gã suy nghĩ rất nhiều về những việc cần làm kế tiếp. Lên tới trên tỉnh, việc đầu tiên là Lực mò ra chợ tìm mua mấy bộ quân phục, giày vớ, mũ nón, cùng với chiếc ba lô con cóc. Gã quyết định làm điều này vì nghe nói việc thay hình đổi dạng là một thứ vỏ bọc hữu hiệu, có thể lòe bịp được những người nhẹ dạ cả tin. Nhiều người giả danh bộ đội để dễ dàng tiếp cận lòng thiện cảm của người khác rất hiệu quả. Vậy thì tội gì mà không làm, cho kế hoạch mưu sinh thêm phần nhẹ gánh. Mà thật lạ, hắn cũng không ngờ 3 cái đồ quân trang quân dụng lại dễ tìm đến thế. Dù không bày bán công khai, nhưng ai hỏi mua thứ gì cũng có hết. Mua xong mấy thứ đồ ngụy trang, Lực vô nhà vệ sinh trong chợ thay quần áo. Chợ trưa vắng vẻ nên cũng không ai để ý. Sau đó đứng ngắm nghía trong gương, té ra trong bộ đồ lính trông gã oai phong ra phết. Lực nhếch mép cười khoái chí, thầm khen mình ngay bước đầu đã làm một việc vô cùng sáng suốt. Sực nhớ ra từ sáng tới giờ còng lưng ngồi xe máy từ quê lên đây mà chưa có thứ gì vào bụng, Lực quyết định đi lòng vòng kiếm cái gì ăn rồi từ từ hãy tính tiếp. Người ta nói trai khôn tìm vợ chợ đông mà, muốn nhìn ngắm chị em
hoặc nghe ngóng tin tức cần thiết gì thì cứ ra chợ là có hết. Lực đứng ngay đầu dãy hàng ăn, quan sát bao quát. Trời đã gần trưa nên khu chợ trở nên trống trải. Gã thấy tại một sạp hủ tiếu bò viên có cô bán hàng vóc dáng phốt pháp, trắng trẻo ưa nhìn, đang chuẩn bị xếp dọn thì phải. Gã bước tới gần rồi chậm rãi ngồi xuống băng ghế, đặt cái ba lô bên cạnh. Giờ này còn bán không cô? Dạ còn chứ anh, em chỉ dọn dẹp bớt từ từ, cũng gần hết khách rồi. Cho tôi một tô đi cô. Dạ, chờ em chút nha. Anh ăn hủ tiếu sườn hay hải sản? Cô quán hỏi bằng giọng ngọt như mía lùi. Gì cũng được cô ơi. Sau khi để tô hủ tiếu bốc khói trước mặt khách, cô niềm nở hỏi thăm. Đi công tác hả anh? Dạ phải. Anh ăn đi cho nóng. Bưng tô hủ tiếu lên, húp đánh xoạt. Nước lèo nóng khiến Lực tỉnh hẳn người. Hắn vừa ăn vừa kín đáo ngắm nghía chủ quán. Mặt mũi cô gái khá xinh xắn, làn da trắng trẻo, lấm tấm mồ hôi, vóc dáng hơi đẩy đà, phỏng phao, nhưng khỏe khoắn, linh hoạt. Phụ nữ thế này mới quyến rũ chứ. Còn gái trên tỉnh thật là hấp dẫn. Sau khi vét sạch tô hủ tiếu, làm một hớp trà đá, thấy đã tỉnh táo, gã bắt đầu hỏi thăm. Cô quán ơi, biết chỗ nào cho thuê phòng trọ an ninh, giá rẻ không? Dạ khách sạn nhà nghỉ thiếu gì anh, chạy lòng vòng là thấy liền ha. Tôi cần chỗ ở tạm vài ngày vì đang đi công tác. Nói chung mình là lính mà, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, ở khách sạn tốn kém cho đơn vị. Vậy cũng phải. À, em có quen một bà chị, nhà rộng lắm, lúc trước thấy có cho sinh viên thuê trọ, không biết bây giờ còn không nữa. Mà chỗ đó hơi cách xa nơi đây, anh thấy tiện không? Mình có xe máy mà, ngại gì chuyện xa gần hả cô? Vậy thì được rồi, để em gọi hỏi thử coi sao hen. Dạ, cảm ơn cô lắm. Cô bán hủ tiếu tốt bụng gọi điện cho người quen một lúc, rồi vui vẻ nói lại với Lực. May quá, chị nói lúc này không có ai ở, căn phòng bỏ trống, anh tới đó xem thử đi. À, chị hỏi em người có đàng hoàng không? Em nói bộ đội đi công tác. Chỉ nghe vậy nên ok liền. Sau khi cẩn thận chỉ đường cho Lực, cô còn nói đùa. Chị Dung em ở một mình, có thêm anh vô ở chung vui lắm đó nghe. À mà anh tên gì? Em tên Mi. Cảm ơn cô Mi. Tôi tên Lực. Hôm khác sẽ ghé lại ăn sáng nhé. Lực thấy lòng mừng khấp khởi, chưa gì đã có một cơ hội ổn định nơi ăn ở. Để sinh tồn thì phải biết lăn xả tìm kiếm, chứ ngồi chờ thì làm sao có. Dù chưa biết ra sao, nhưng chìa khóa thành công là ở cái miệng mình chứ đâu. Mà nghe nói bà chị này độc thân nữa, coi chừng vô mánh à nha. Cầu trời cho bà coi ngon mắt một chút, chứ ở chung với mấy bà già khẳng khiu thì chán chết. Nhưng lúc này không có nhiều lựa chọn, phải tận dụng mọi cơ hội. Thiệt hết nước nói, chưa tới nhà người ta ở mà gã này đã toan tính chuyện chiếm đoạt đủ thứ. Căn nhà hai tầng lầu của chị Dung gì đó cách chợ cũng cả chục cây số, tuy hơi xa nhưng ở vùng ngoại ô nên không khí thoáng đãng, mát mẻ. Gã dừng xe và bấm chuông chờ đợi. Lát sau có một người đàn bà trạc khoảng 40 tuổi bước ra, nước da hơi ngâm, vóc dáng mập mạp, nhanh nhẹn. Mới thoạt nhìn
Lực đã thấy trong lòng lâng lâng phấn khởi. Gã nghĩ bụng, thua xa con nhỏ bán hủ tiếu, nhưng làm nệm gia thì vẫn tốt chán, ăn đứt con vợ xương xẩu của mình. Vừa trông thấy gã, chị vui vẻ sởi lởi: "Chú Lực mà con em tôi mới giới thiệu phải không?" "Dạ chào chị, tôi là Lực đây ạ." "Vô đi chú." Đẩy xe vô nhà, Lực thấy hài lòng ngay. Nhà cửa rộng rãi, sạch sẽ, lại chỉ có mình chủ nhà, nên ở đây thì quá lý tưởng. Giờ chỉ cần biết giá cả nữa thôi là có thể quyết định ngay được. Chị dắt Lực lên lầu coi phòng. Nhìn tướng bà chủ đi trước lắc lư cặp mông núng nính, gã chép miệng nói thầm: Cặp lồng bàn ngó đã quá. Tự nhiên hắn nghĩ, mục tiêu này có vẻ dễ ăn à nha. Tiếng chị Dung vang lên, cắt đứt luồng tư tưởng hắc ám của hắn: "Chú định ở bao lâu?" "Dạ cứ cho là khoảng một tháng đi, tùy tình hình công tác." Căn buồng rộng rãi, đồ đạc đơn giản, như ở một nhà nghỉ rẻ tiền. Nhưng với Lực, vậy là quá chuẩn rồi. Vẫn hơn đứt căn nhà mái tôn vách ván ọp ẹp của vợ chồng gã. Chị lại hỏi: "Được không chú Lực?" "Dạ được ạ, thế này là quá tốt rồi. Bị phòng không có ai ở, tôi không có trang bị gì nhiều. Chú có thể xuống nhà coi tivi hoặc ăn cơm với tôi nếu muốn." "Dạ, chị tính bao nhiêu?" Chị Dung không trả lời ngay mà nhìn Lực, nheo mắt hỏi: "Chú Lực ở binh chủng nào mà đi công tác có một mình vậy?" "Dạ, tôi là sĩ quan phòng thu mua của Cục Hậu cần Quân khu, đang đi khảo sát tìm kiếm nguồn cung thực phẩm." "Ồ vậy à, lặn lội đi như vậy cực lắm ha." "Dạ cũng thường thôi, tụi tôi quen rồi." "Thôi thế này, để ủng hộ quân nhân, tôi chỉ lấy tượng trưng 1 triệu bao luôn điện nước. Nếu mai mốt ở lâu hơn thì tôi tính giá khác." "Là sao chị? Nếu mai mốt ở nữa thì chị tính mắc hơn hả?" Nhưng chị chủ nhà lại trả lời với giọng đùa cợt: "Là mai mốt tính đi ha. Nếu tôi thích, không chừng cho chú ở miễn phí luôn cũng chưa biết chừng." "Chị nói làm ngại quá đi hả?" "Trước ngại sau quen hen, chú dọn vô ở luôn hay sao?" "Dạ phải." Trước khi xuống nhà, chị còn dặn dò: "Chú có cần gì thêm, cứ nói với tôi, đừng ngại. Coi như người nhà đi hen. Chiều nay ăn cơm chung với tôi, coi như tôi đãi khách mới. Vậy nghen." "Chị Dung ơi, cho tôi gửi tiền trước." "Cứ từ từ, có bị nhiêu đâu." "À quên, chú đưa căn cước hay thẻ quân nhân gì cũng được, để tôi ghi sổ tạm trú trình báo với tổ trưởng dân phố." "À dạ phải." Gã hơi giật mình vì không nghĩ tới chuyện này, nhưng rồi lại tự trấn an: "Đưa căn cước công dân cũng có sao chứ. Nhà mình ở cách xa đây hàng trăm cây số, ai biết ai là ai." Và gã móc cái thẻ căn cước ra đưa cho chị chủ nhà. Sau đó Lực để nguyên quần áo nằm lăn ra giường. Từ 2-3 ngày nay quá nhiều chuyện dồn dập, lại phải di chuyển một quãng đường khá xa, nên bây giờ cơ thể gã mệt nhừ, nằm xuống mới thấy thấm. Lực khoan khoái ngủ thiếp đi một giấc không mộng mị. Nhưng chiều hôm ấy, gã đàn ông không dậy nổi. Nhớ lại 2 ngày trước, hắn đã phải cực lực phục vụ 2 người đàn bà là Tâm và vợ 7 Hổ. Sau đó còn phải di chuyển hàng trăm km giữa trời hè nắng gắt. Người chứ có phải máy đâu mà không nhức đầu sổ mũi. Lực lên cơn sốt
tỏa hơi nóng hầm hập. Người đau nhức, giã dượi như bị ai giần. Dù không quá kiệt sức, nhưng chợt gã nảy ra một ý tưởng. Cũng nên đóng vai người bệnh để thử xem sự ân cần của chị chủ đến đâu, để còn lên phương án làm thịt. Đến 7 giờ tối, không thấy Lực xuống nhà, Dung lên lầu gọi gã xuống ăn cơm. Nhìn thấy cửa phòng mở toang, đèn đuốc tới thui, nên chị bật đèn hành lang nhìn vô trong phòng. Dưới ánh sáng tù mù từ ngoài hắt vào, chị thấy một đống lù lù trên giường nằm im không động đậy. Dung thoáng lo ngại, bèn cất tiếng gọi: "Chú Lực ơi, chú Lực!" Gã trở mình, giả vờ rên hừ hừ, làm Dung hốt hoảng: "Chú sao vậy chú Lực?" Không e dè gì nữa, chị vội vã bước hẳn vào trong, bật đèn tuýp trên trần. Ánh sáng chan hòa soi rõ gương mặt gã đàn ông ửng đỏ, lấm tấm mồ hôi, nằm bẹp dí, đang kha khẽ rên rỉ. Dung bước nhanh tới, đặt tay lên trán và giật mình vì thấy nóng hực. Chị kêu lên: "Chú bệnh rồi nè, trời ơi, làm sao đây?" Nhưng bỗng nhiên Lực kêu lên nho nhỏ: "Mẹ ơi, con mệt quá." Hai cánh tay hắn quờ quạng ôm trúng mông của Dung và kéo mạnh, khiến chị té ngồi lên giường. Gã đàn ông ranh ma làm bộ vật vã, chồm lên úp mặt vào lòng người đàn bà, mà miệng thì không ngớt rền rĩ gọi mẹ. Trong bất chợt, chị Dung bàng hoàng run rẩy vì cảm xúc bất ngờ. Lâu lắm rồi, từ khi chồng mất, chị chưa từng có đụng chạm gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào và dưới hình thức nào. Thấy có vẻ ngon ăn nên được nước làm tới. Một lần nữa, Lực lăn lộn rồi ngẩng đầu lên, dúi mặt vào bộ ngực mềm mại của bà chủ nhà. Miệng thì cứ gào lên: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ." Lúc này thì Dung chết lặng, toàn thân run bắn lên vì một thứ cảm giác kích thích quen thuộc từng biết mà chị đã quên mất từ lâu. Đột nhiên, gã đàn ông nằm yên không cựa quậy nữa, nhưng vẫn để yên mặt mình trên khuôn ngực đồ sộ. Chị như bừng tỉnh sau một cơn rúng động bất ngờ, nên vội vàng xích ra và nhẹ nhàng đỡ Lực nằm ngay ngắn lại, lấy gối kê đầu cho gã. Chị nói thì thầm một cách âu yếm: "Tội nghiệp quá, để chị xuống nhà nấu cháo và lấy thuốc cho chú nhé." Lúc bà chủ nhà quay lưng đi, rón rén ra khỏi phòng, thì Lực kín đáo cười đắc thắng. Gã đã thần tốc đặt một chân vào cuộc đời của người đàn bà hồi xuân vừa mới gặp. Dù cách thức có hơi sổ sàng, nhưng rõ ràng là cực kỳ ăn chắc. Khuya hôm đó, lúc đang nằm mơ màng nghĩ đến viễn cảnh những ngày sắp tới, nếu khôn khéo thì triển vọng cơm no bò cưỡi là rất hiện thực. Mới hình dung sơ sơ mà Lực đã thấy cơn thèm muốn dâng lên ào ạt. Gã chặt lưỡi: "Ngày mai phải hạ gục con mồi này." Hình như nhu cầu đàn bà của hắn ngày một tăng lên đáng kể. Nhưng ngay lúc ấy thì điện thoại của Lực rung lên. Thì ra tin nhắn của vợ Bảy Hổ. Cả ngày nay lu bu làm hắn quên mất cái hiểm họa dưới quê cũng đang chực chờ bùng nổ. "Sao rồi anh? Phải tính gấp đi chứ, em không chờ được nữa đâu. Ngày mai qua ngủ với em, thằng Bảy đi Sài Gòn 2 ngày Ngẫm nghĩ một lát, hắn quyết định chặn số điện thoại của vợ thằng bạn thân thiết nhất với mình. Và 5 phút sau, không biết nghĩ gì, Lực cũng block luôn số điện thoại của Tâm, vợ hắn. Phải tạm thời cắt đứt với quá khứ để sống cho yên ổn một chút. Ngày hôm sau, dù đã khỏe lại, nhưng Lực vẫn nằm nhà nghỉ ngơi và hoàn thiện kế hoạch lợi dụng người đàn bà mới quen này. Chị Dung tỏ ra quyến luyến và có cảm tình đặc biệt với gã. Buổi sáng
chị dậy sớm nấu cháo và mang thuốc cảm lên cho Lực. Thấy hắn ngồi nghỉ, tựa lưng trên giường, chị hỏi han: "Chú đỡ chưa? Hôm qua làm chị sợ quá." "Dạ, đỡ nhiều rồi chị à. Chắc đến chiều thì khỏe lại thôi." "Chú nằm nghỉ cho khỏi hẳn đi đã." "Công việc còn nhiều lắm, nằm hoài chắc chết." "Đêm qua chú mê sảng gọi mẹ suốt." "Ồ, dạ, vậy hả chị?" Chợt hắn nhìn kỹ bà chủ nhà. Hôm nay chị mặc cái áo ngủ lụng thụng, trông tươi mát và gợi tình hết biết. Rõ ràng chính chị ta cũng đang ra sức khiêu gợi mình đây mà. Lực nghĩ thầm: "Bà này chịu đèn rồi, tối nay xử thôi." Mà đúng vậy thật. Lúc bưng ly nước cho Lực uống thuốc, Dung cố tình đứng lom khom, khoe bộ ngực trần khỏe khoắn dưới chiếc cổ áo hở hang, làm tên đàn ông muốn phát sốt. Chị còn nhoẻn miệng cười nói: "Bữa nay chị chăm cho chú, mai mốt phải chăm lại đấy nha." "Dạ, nhất định là sẽ chăm chị còn hơn thế này nữa ạ." Đến tối, chị gọi Lực xuống nhà ăn cơm. Nhìn thức ăn, Lực kêu lên: "Ôi, sao chị nấu nhiều món thế? Có lương nữa nè, thích quá." "Cho chú ăn ngon miệng để mau chóng hết bệnh chứ." Chợt chị Dung đổi đề tài, như muốn điều tra thân thế của Lực: "Thế ở quê vợ chú làm gì?" "Dạ, bọn tôi ly dị lâu rồi ạ." "Ủa, sao lại thế?" "Đời lính nghèo quá mà, nên vợ bỏ là chuyện thường mà chị." "Ôi, xin lỗi chú." "Dạ không sao, sống một mình vậy cho khỏe." "Một mình mà khỏe hả? Chán chết." "Dạ, cũng chán thật." "Thế ở quê chú còn những ai thân thích?" "Dạ, còn mẹ già." "Cũng sống một mình à, khó khăn nhỉ?" "Dạ, sắp tới đây đơn vị có phân cho một lô đất, tôi định mua xong cất nhà rồi rước mẹ về ở. Chứ ở quê đơn chiếc, chẳng ai chăm sóc, khổ lắm." "Phải đấy, chú nên đưa cụ về ở chung, chứ thế thì thật khổ." "Dạ." "Thôi, chú ăn cho nhiều vào để mau chóng lấy lại sức, mai còn đi công việc phải không?" "Phải nói là số tôi thật may mắn mới gặp được chị, ơn này làm sao trả được đây nhỉ?" Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Dung, mặt chị ửng đỏ vì e thẹn, nhưng nói lại cũng không vừa. "Khi nào người ta muốn trả thì trả được liền ha." Đột nhiên Lực chồm qua bàn, chộp lấy bàn tay múp míp của chị chủ nhà: "Sao chúng ta lại gặp nhau tình cờ thế này? Có phải duyên trời định không?" Dung cúi mặt nói lý nhí: "Chắc vậy quá hà." Chợt chị nói với Lực: "Chị có chai đông trùng hạ thảo, người ta cho hôm Tết, không ai uống hết nên còn nguyên si hà. Chú uống để bồi dưỡng sức khỏe, cho mau lại sức nhé." "Thật không chị? Thứ đó quý lắm đấy." Lúc rót rượu ra ly đưa cho Lực, chị nói: "Chúc chú dồi dào sức khỏe và đạt được mọi ước nguyện của mình." "Tôi khỏe như trâu rồi đây này, giờ tới phiên chị chứ, để tôi rót." Sau gần chục ly thì gương mặt cả hai nóng bừng, sự hưng phấn bốc lên khiến hai người bắt đầu nói năng loạn xạ, buông thả, không thèm giữ ý tứ. Lực rót một ly đầy rồi đi vòng qua bàn đứng sát bên Dung: "Ly này hai đứa mình cưa đôi, em uống trước." Chị ngước gương mặt đỏ gay vì men rượu, nhìn Lực bắt bẻ: "Dám kêu người ta bằng em, nhỏ mà hổn nè." "Trước sau gì cũng phải làm em thôi cưng, không muốn hả?" "Dạ em muốn." "Vậy thì uống rượu kiểu này mới đã nè."
để anh mớm cho em. Lực hớp rượu một ngụm lớn, rồi áp môi vào cho chảy qua miệng Dung. Vừa uống vừa hôn nhau kiểu đó khiến cả hai bị kích thích lên tới đỉnh điểm. Thấy Dung đứng nghiêng ngả nên Lực với tay xách chai rượu và cái ly, còn tay kia dìu bà chủ nhà lên lầu. Hắn kề môi sát vào tai Dung, hỏi thì thầm: "Vô phòng em hay phòng anh?" "Phòng em đi cưng, có máy lạnh sướng hơn." Nghe bà chủ nhà trả lời ráo hoảnh, Lực giật mình. Hắn thoáng nghĩ: "Trời đất, ủa mình chăn bả hay bả chăn mình vậy ta?" "Thôi kệ, ai chăn cũng được, giờ lo hành sự cho sướng cái đã." Khi vô tới trong phòng thì cả hai đổ vật ra giường. Dung hiện nguyên hình là một người đàn bà khác tình. Sự thiếu thốn quá lâu được dịp bùng dậy đòi hỏi, khiến Lực đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sức voi như gã mà cũng suýt bị bà chị quật cho ngã ngựa đến mấy lần. Có lẽ đây là lần đầu gã mới biết thế nào là sự đam mê vô cùng mãnh liệt của một người đàn bà hồi xuân. Đến nỗi hắn phải kêu lên đến mấy lần: "Từ từ em, chết, chết anh." Cuối cùng, khi đang phủ phục trên tấm thân mở màn của Dung thở dốc, thì Lực còn nghe tiếng bà chị rít lên thống khoái: "Em trai giỏi quá đi nè." Từ đêm đó trở đi thì Lực dọn sang ngủ chung phòng với bà chủ nhà. Chỉ trong có 2 ngày mà gã đã hoàn thành mục tiêu chiếm đoạt thân xác của chị một cách ngoạn mục. Cuộc sống của gã khởi sắc thấy rõ, được cơm bưng nước rót, hầu hạ tận giường, cơm no bò cưỡi bất kể giờ giấc. Gã dốc sức cung phụng nhu cầu xác thịt tưởng chừng vô tận của người đàn bà hồi xuân, xem ra còn dữ dội hơn cả chị vợ Bảy Hổ. Phải nói chưa bao giờ Lực thấy đời mình sung sướng phủ phê đến thế. 2 tuần trôi qua, Lực chỉ suốt ngày ăn ngủ rồi ôm tấm thân người đàn bà hừng hực sức sống này mà quên hết tất cả mục đích công việc. Cho đến một đêm trước, sau khi ôm ấp nhau đã đời, Dung thỏ thẻ: "Suốt mấy ngày cứ nghỉ ở nhà với em, không đi công việc, như vậy có sao không?" Nghe người tình thắc mắc khiến gã đâm nhột nên nói liền: "Thật ra có ai biết gì đâu mà lo. Nhưng mai anh phải đi công việc, còn phải báo cáo tiến độ thực hiện với cấp trên nữa chứ, đâu có nghỉ hoài được." Bà chỉ khát tình nũng nịu: "Đi đâu thì đi, cứ chiều về sớm với em là được rồi." Lực hôn Dung một cái chục, trêu ghẹo: "Phải về sớm chứ, để chị hai ở nhà một mình nhịn thèm sao chịu được." "Xí, đồ quỷ hả? Ai thèm ai hả?" Chợt Dung hỏi một câu mà hắn rất mong đợi: "À, hôm trước nghe anh nói định mua đất của quân đội là sao?" "Đơn vị muốn tạo điều kiện cho quân nhân ổn định cuộc sống, nên ưu tiên bán cho mỗi sĩ quan một lô đất 200 m2 trong dự án khu gia đình bộ đội." "Ồ, có lý quá nhỉ. Mà giá có đắt không?" "Đắt lắm em à, nên anh chưa mua được." "Đắt là bao nhiêu?" "800 triệu, ra giấy tờ chủ quyền luôn." "Trời đất, vậy mà đắt gì? Chừng nào hết hạn đăng ký?" "Anh đăng ký rồi, chỉ là chưa đủ tiền thôi." "Vậy còn thiếu bao nhiêu lận?" "Nhiều lắm em ơi, hơn 500 triệu nữa." Và sau đó thì chỉ im lặng ngẫm nghĩ. Lực cũng chẳng nói gì thêm. Gã biết mình đã khơi dậy lòng tham của Dung khi nghe nói về đất đai giá rẻ. Sáng nay Lực phải hấp tấp đi lo làm một vài thứ giấy tờ, như thẻ quân nhân, giấy chứng nhận đi công tác, giấy đăng ký mua đất. Dĩ nhiên là giấy tờ giả rồi,
muốn lừa đảo thì phải làm cho giống thiệt. Đàn bà có thể nhẹ dạ trao thân một cái rột, chứ đụng tới tiền thì sẽ phân vân, suy tính tới lui. Phải thấy trước mặt chị hai sắp giấy tờ chứng minh mọi thứ là thật thì mới mong đầu xuôi đuôi lọt bợ được mớ tiền. Đêm qua, Lực đã âm thầm gọi điện cho Chính Điếc. Thằng bạn trên tỉnh này rất rành vụ giấy tờ. Hắn hứa cho gã 2 triệu nếu lo xong mọi thứ. Tay này hẹn gặp Lực vào 9 giờ sáng ngay tại trung tâm của tỉnh. Trước khi đến nơi hẹn, Lực chạy vào chợ mua thêm nón mũ, quân hàm, phù hiệu để lát nữa chụp ảnh chân dung làm giấy chứng nhận quân nhân. Đúng 9 giờ, Chính Điếc dắt Lực đến nhà chuyên gia làm con dấu và chụp hình in ấn giấy tờ giả. Thời đại kỹ thuật số nên đồ giả được thực hiện nhanh chóng và giống y như thiệt. Nhưng nghĩ lại thì hắn cũng có thấy giấy tờ thiệt bao giờ đâu mà bảo là giống. Tới gần 11 giờ trưa thì xong xuôi mọi thứ. Mất hết 7 củ cho đạo cụ lừa đảo chuyên nghiệp. Lực mặc nguyên bộ quần áo, gắn đầy đủ quân hàm phù hiệu, lúc chụp hình thẻ để ra về. Chính Điếc nhìn Lực nói đùa mà giống như trù ẻo. Ê, lính giả ăn mặc như thế coi chừng lính thiệt nó thộp cổ đó cha nội. Cha gan quá đi. Lực tự nhiên nổi nóng. Kệ cha tao, ăn nói giữ mồm giữ miệng nghe mày. Và hắn cứ để vậy chạy xe về nhà, không quên ghé ngang chợ mua một con vịt quay xách về tổ chức ăn mừng với người tình lớn tuổi. Quả thật là cái kiểu hóa trang đến tận răng, gây hiệu ứng tức thì. Lực vừa bước vào trong nhà đã thấy Dung đón chào với bộ dạng gần như trần trụi, khiến gã muốn đứng hình. Bà chị diện đồ hai mảnh nhỏ xíu, không che đủ những chỗ cần che. Lực rên lên thống thiết. Trời ơi, đón anh kiểu này làm sao chịu nổi nè. Nhìn oai phong quá hà. Đợi anh từ sáng giờ, mau ăn em đi cưng. Cả hai hấp tấp lột phăng quần áo, yêu nhau ngay trên sofa trong phòng khách. Một lát sau, vừa xong xuôi hiệp một thì gã đàn ông nôn nóng khoe với Dung mớ giấy tờ chứng minh những gì hắn nói là thật. Chị chủ nhà vừa thở vừa thủ thỉ nói với người tình. Em tính như vậy, để em đưa anh 500 triệu mua đất, chịu không? Lực nghe nói mà lòng mừng khấp khởi, nhưng vẫn làm bộ mãi hơi. Không được, anh không muốn làm vậy đâu. Ai lại lấy tiền của em? Sao lại không nè, em yêu anh mà. Sau vụ này mình cưới nhau đi cưng. Nhưng không ngờ gã đàn ông đầu đất này lại nghĩ ra tuyệt chiêu còn hay ho hơn nhiều. Hay là anh tính thế này, nếu mình lấy nhau thì anh đưa mẹ về đây ở luôn được không? Nhà này còn dư tới mấy phòng mà. Dung nhìn gã ra vẻ không hiểu. Anh thích ở đây hả? Vậy mua đất làm gì nữa? Em khờ quá. Đất mua 800 triệu nhưng sang tay liền là 2 tỷ. Còn nếu để lâu thì được giá hơn nhiều. Em không muốn kiếm lời hả? Chị chủ nhà ôm ghì lấy hắn reo lên. Trời ơi, anh của em thông minh quá đi. Cưng quá hả? Em chịu liền. Vậy giờ yêu nhau cái nữa hang, rồi đi ăn cơm. Dạ, em yêu anh. 2 ngày sau, Lực nói quay về đơn vị thì chị Dung thu xếp đưa gã 500 triệu và cẩn thận dặn dò. Anh lo nộp tiền cho xong rồi cầm phiếu thu với hợp đồng về cho em coi. Mai mốt chở em tới đó xem đất của mình với nha. Tuân lĩnh bà xã. Giờ anh đi, chạy về đơn vị hơi xa nên tối nay về trễ, em đừng có sốt ruột nhé. Dạ, em chờ anh về mới ăn tối đó.
sau khi hung hít, chia tay chia chân các kiểu, lực rú ga, phóng xe mất dạng. Chị Dung mới chịu quay vô nhà mà trong lòng vui tươi rộn rã. Nhưng tối hôm đó, gã sĩ quan cục hậu cần không về. Cả hôm sau và hôm sau nữa vẫn biệt tâm biệt tích. Gọi điện thì chỉ nghe ò ý e ngoài vùng phủ sóng. Sau một tuần thì chị hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ thì đã chắc chắn mình bị lừa, cả tình lẫn tiền. Coi như mất sạch số tiền dành dụm suốt bao năm qua. Khi chị Dung đến công an khóc lóc trình báo sự việc thì mới nhớ ra, hôm thằng lừa đảo tới đây ngày đầu, chị có ghi lại số thẻ căn cước công dân, tên tuổi, nơi thường trú để thông báo với tổ trưởng. Công an tổ chức điều tra bằng chút xíu manh mối đó mà cũng mò ra được lai lịch của thằng lừa đảo. Một tuần sau đó thì Dung đi theo hai anh trinh sát về tận quê nhà của hắn. Tại đây, khi nghe mọi người kể lể đủ thứ chuyện về gã đàn ông này thì chị chỉ muốn lăn đùng ra ngất xỉu. Tại nơi đây cũng có một người bạn thân của Lực tên là Bảy Hổ đang cố gắng truy lùng thằng bạn phản phúc sau khi chơi vợ bạn đến có bầu rồi xách đít trốn mất. Gia đình Bảy Hổ nát bấy như tương tàu. Còn Tâm, vợ Lực, chỉ biết nuốt nước mắt trong vô vọng. Nghe kể vụ bầu bì, chị Dung phát lãnh toàn thân. Đã một tuần trôi qua rồi mà chị vẫn chưa thấy tháng. Trời đất ơi, biết đâu tai họa lại tiếp tục giáng xuống nữa thì sao? Bà chị lên cơn làm mệt, suýt nữa thì lăn đùng ra ngất xỉu. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Hai tháng sau, trinh sát phát hiện ra Lực đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh với một người đàn bà tên Liên. Tại đây, công an phát hiện ra hắn vẫn đang tiếp tục giả danh sĩ quan bộ đội để lừa đảo tình cảm và tiền bạc của chị này cùng với vài người khác. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định bằng thủ đoạn tương tự, đại tá cục hậu cần Dõm tiếp cận và cầu hôn với một người phụ nữ tên Thúy. Sau đó Lực làm giả giấy chứng nhận kết hôn với chị này rồi chụp hình gửi qua điện thoại cho chị làm tin. Gã cứ vinh cớ vắng nhà vì phải đi công tác vài ngày. Được bạn gái tin tưởng, Lực hỏi mượn chị Thúy 300 triệu đồng để chạy về làm giám đốc xưởng chế biến thực phẩm thuộc Tổng cục Hậu cần. Ngoài ra, Lực còn nhiều lần mượn tiền chị để lo làm giấy tờ đất ở Vũng Tàu vừa mới được đơn vị phân cho. Cho đến hiện tại, nhờ đầu óc gian manh cộng với công cụ gây án quá khủng mà Lực đã lừa được tổng cộng 5 người đàn bà, trong đó có cả vợ hắn. Trước tòa, bị cáo Lực nói rằng mình không lừa đảo, mà do bị cáo đẹp trai, cao ráo nên các bị hại chủ động theo đuổi, tự nguyện đưa tiền cho xài. Thiệt là bó tay. Xem xét vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lực 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 20 năm tù.